Chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Sẽ có nhiều anh em hỏi cô là game này nó có hoạt động BK hay không? Xin thưa, có. Đây là hoạt động BK dành cho tổ đội 5 người lẫn anh em. Anh em đi cá nhân cũng được, nhưng mà cá nhân sẽ gặp những cái BT khác, người ta 5 người người ta đấm cũng hơi mệt đó. Hoạt động sinh tồn mà tất cả mọi người đều có một cái lực chiến ngang nhau. Chúng ta cần phải thu thập những món đồ, những cái kỹ năng, và đặc biệt đó chính là cái khả năng phối hợp tìm để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cái trò chơi này. Đây là hoạt động cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ vui dành cho những anh em mà có bạn bè chơi chung, rất là đã luôn anh em. Bây giờ anh em hãy cùng xem cô và các người đồng đội của cô trải nghiệm cái hoạt động này như thế nào nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Bây giờ để tôi kiếm một cái phái nào mà nó khống chế từ xa, kiếm một phái khống chế từ xa bắt lẻ ăn thằng đi. Chết yếu, thiên hương khống chế từ xa hoặc là di ma. Mình tiêu ấy. Nam tầm được vừa tôi tầm. Rồi vô. Ô nhóc nhồi luôn anh em, lụm chó kìa. Có biến thành chó. Có mấy cái kỹ năng mình kéo lại lụm lẻ xong bo vô nha. Ok. Nhặt bo nhanh. Bo nhặt tập phẩm tiêu hao đi. Sắp kỹ năng. Ờ, vậy là hồi nãy là mình có win không? Cấp 4 là được rồi. Cấp 4 mà. À, vậy là hồi nãy là còn cái thằng Thái Bạch cuối cùng thôi đúng không? Đúng rồi, team nó còn có thằng ấy. Ờ, tiếc rồi. Nhưng mà thằng Thái Bạch tiếc, con thấy nó quá là cứng. Ờ. Còn mấy anh kia nước bò chạy vô. Đồ ở dưới nước nữa kìa, dưới nước có đồ. Dư cái gì mình em đang tranh thủ di chuyển như bo lần nha anh em ơi, chuẩn bị mười mấy giây nữa nó thu bo lắm em ạ. Mình đang dư quá trời đồ nè anh em, anh em có lại lấy đi. Tranh thủ như bo nha, nó chuẩn bị thu bo nha anh em ơi. Vào đi thôi, vô thôi. Nghe được bốn mình kem sống dự. Số con Đạt để chết sớm được á Đạt ơi. Đừng sống sớm chi Đạt. Lốt đồ nhiều quá. Bắt đầu tụi nó rớt nụ gần còn 96 thằng. Còn 96 đứa. Mình chạy qua ngoài thì không sao. Giờ kiếm đồ ơi, đủ đồ nghề mình chắc nó thôi. Ồ, mới quýnh. Ê, quýnh lộn à. Nó mới nhả đồ, nó rương đồ mới nữa mà con. Cái. Ở đây chứ, ở đây không được. Ờ. Ở đây có khách nha. Ok. Ờ, nhà đó Thiên Hương nha. Ok. Ồ, mình có thể chuyển qua búp hay là đam gì được không? Chết mỡ rồi nha, chứ tính hợp, ai chứ tính nữ lấy Thiên Hương nè. Thiên Hương với đồ vàng luôn. Nha, chứ tính không được đỡ Thiên Hương.
Hai nữ vậy, có hàng trước mặt nè. À đâu, số 5 xa quá nha, xa tim quá nha, số 5. Ờ, Thiên Hương đó anh em ơi, đồ đầu vàng luôn đó. Cô từ anh đó. Đồ, ngon. Có hàng, có hàng. Kéo. Giết. Cứ từ từ thôi, cứ từ từ mà khống chế, đừng có chơi hết vô thằng. Nó đạn lút ghê vậy ta. Rồi. Giật đi, cứ từ từ thôi anh em, cứ từ từ mà khống chế nha, để rương lại nha. Bò vô kìa. Đang bị AFK. Ba thằng nữa. Từ từ, cứ từ từ anh em, cứ bình tĩnh, Mình vẫn chưa full kỹ năng. Thiên Hương chưa qua số mấy là búp máu thì Nhớ nữa, hôm nay không chơi búp máu hả? Búp máu là chiêu nào nó cũng búp máu á, trừ khi là ông chơi con Thiên Hương tăng thôi, đam thôi. Vô đây khác hả? Tại vì Thiên Hương nó có hai bộ, bộ búp với lại bộ đam. Cái thứ tự kỹ năng của nó tùm lum hết trơn. Phải theo thứ tự kia. Vô bò, vô bò, vô bò. Động lực nghe được 4.000 nha bà con. Cứ chơi đại đi đại. Tao team mình đi toàn kìa, có team kìa. Kìa, bỏ lạc kìa. Cứ từ từ thôi, từ từ mà hấp nó em. Cứ từ từ thôi, từ từ thôi. Bắn ăn đam kìa. Không rồi, bóng rồi. Người nè. Anh em dừng tay lại, dừng tay lại. Trời, gì chia gì mấy ba mình tận. Coi máu kìa, ai có máu cho miếng máu đi anh em. Hai bình máu. Tôi đủ đồ quýnh rồi anh em ơi, ngon. Hai người chiến dứt mặt rồi, nhưng mà người. Có người. Ai có không chơi lại cái đi. Từ. Quýnh từ thằng thôi. Đây. Từ thằng thôi. Từ thôi anh em. Quýnh từ thằng thôi. Đúng rồi, để chiêu lại từ từ thôi. Đừng có chơi hết chiêu. Ủa giáp này giáp vàng kìa. Ủa lắc quá. Từ đây anh em ơi. Đây còn quá trời luôn nè bà con. Lốt. Mấy này quýnh lộn á. Bên kia có người kìa. Kìa, có thằng qua nữa kìa. Thằng ở bên đây nữa nha. Từ từ, đừng đi xa quá anh em. Coi canh lụm đồ trước cái anh em, đừng đi xa quá. Ok, Ok. 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 Nhìn đi. Hồi máu cái kiểu đi mọi người, hồi máu cái kiểu đi, cứ từ từ thôi. Cái thương cam kìa. Đây. Dưới đồi có team nha. Hai team lận nha. Cho hai nó quýnh lộn đây, cứ từ từ. Bơm máu cái kiểu đi. Nhanh đi, thằng Quy nè. Bơm máu đi. Cẩn thận em, từ từ. Ai đang thương cam quăng ra đi. Đây. Kìa có thằng ngay gốc cây đó kìa. Nghe đang thực
Vô rừng kéo nó ra. Con thằng ngắt ra gốc cây nè anh em, con thằng ngay gốc cây nè. Đâu không? Để xin cam đây. Nó lên nha, nó lên nha. Đây. Nè, bắt dài nè. Đúng rồi, có thằng chạy qua các anh em ơi, có thằng chạy qua. Đi vô lẹ, nhảy đi. Thằng nào đốt bo cho chết. Rồi bơm máu vô đi anh em, bơm máu. Nhai ơi, bơm máu. Nhai đâu rồi? Nhai đang bị qua bo thuốc. Từ anh em đứng ngay. Có thằng gần mình. Chấm. Nhai được không? Nhai ổn không? Nhảy đi nhai. Nhai sắp vô. Đó, nhà chưa qua. Trời ơi. Từ từ nha. Hết cái điểm, cái lực nó không cho chạy nhanh. Từ từ, cẩn thận. Bên kia có thằng. Cứu được không? Cứu được. Cứu đi. Đạt cứu đi. Ơi, sao mình thoát ra rồi, phải nồi. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.